Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, mộc khắc thổ, người tuổi Thìn cần phải chú ý đến mối quan hệ với nửa kia của mình trong ngày hôm nay. Cần kiềm chế sự nóng giận dẫn đến cái vã to tiếng, nghiêm trọng hơn nữa có thể gây sứt mẻ tình cảm. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi ngày 6 tháng 3 năm 2019, do ảnh hưởng xấu của kiếp tài, người tuổi Tý cần phải đề phòng đồng nghiệp xung quanh mình nhiều hơn. Xung quanh bản mệnh có những kẻ tiểu nhân sẵn sàng lợi dụng sơ hở của người khác để lợi dụng và nâng mình lên. Nhưng với bản tính nhiệt tình và thẳng thắn, những người thực sự hiểu bạn sẽ không bao giờ nghi ngờ hoặc đổ tội cho bạn một cách vô căn cứ. Điều mệnh chủ cần làm khi đối diện với tiểu nhân là giữ vững quan điểm, lập trường của mình. Thủy sinh mộc, mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời của mình rất vững chắc và ổn định. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, bạn biết ai sẽ là người lắng nghe và sẵn sàng làm hậu phương của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, con giáp này sẽ có mục tiêu để cố gắng. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, đề phòng tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tránh bị lợi dụng. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, giữ vững lập trường. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, gia đình hòa thuận. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, bạn đời thấu hiểu. Con số may mắn 1, 4. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, là một người trung thực và thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm cao, lại thêm sự phò trợ của chính quan. Hôm nay, rất có thể người tuổi Sửu sẽ nhận được sự đề bạt của cấp trên, đồng nghiệp ủng hộ, bạn có thể tự tin nhận phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. Nếu đang đứng trước một kỳ thi, giữ đầu óc minh mẫn sẽ là cách tốt nhất để bạn được thành tích như mong đợi. Vượt qua kỳ thi sẽ là thời điểm để bản mệnh khẳng định bản thân, gạt bỏ những tự ti không đáng có. Tuy nhiên, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, mộc khắc thổ, mệnh chủ cũng cần phải chú ý xây dựng và mở rộng mối quan hệ xã giao của mình nhiều hơn. Hoàn thành tốt công việc của mình tất nhiên là quan trọng, nhưng bạn cũng cần thể hiện cho mọi người thấy sự quan tâm của mình đến xung quanh nữa. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, đầu óc minh mẫn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Cử Sửu, hỏa, thi cử đỗ đạt. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, chú ý mở rộng quan hệ. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, quan sát xung quanh. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng chanh. Quý nhân phù trợ Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Theo tử vi ngày 6 tháng 3 năm 2019, thực thần giúp bản mệnh trở thành người có lộc làm ăn trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, bạn cần biết giữ mình, không nên chạy theo lợi nhuận mà làm những việc trái với lương tâm. Và thật không có gì đáng ngạc nhiên khi từ nay tới tháng 6, dương lịch, con giáp này nhất định thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Dần có thể trở nên nổi tiếng vì bản tính hòa đồng, rộng rãi của mình. Thế nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ ghen ghét, cho rằng bạn là kẻ dối trá, không thực bụng. Mệnh chủ có thể lựa chọn cách bỏ ngoài tai những lời đồn ác ý này. Ngoài ra, thủy sinh mộc cũng khiến bạn được tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi về đến nhà. Bản mệnh dường như ít phải lo phiền chuyện con cái. Những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời luôn khiến bạn cực kỳ an tâm. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, không nên chạy theo lợi nhuận. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, buôn bán phát đạt. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, bỏ ngoài tai những lời ác ý. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, con cái vâng lời. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, hòa đồng rộng rãi.
con số may mắn 3, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, đỏ, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tử vi nhận thấy nhờ có tam hội cục thúc đẩy, người tuổi Mão có thể dễ dàng đoán được xúc cảm và suy nghĩ của người đối diện. Nhờ thế mà bạn dễ dàng tạo được sự thiện cảm với mọi người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Hôm nay sẽ là một ngày công việc thuận lợi. Bản mệnh có may mắn gặp được quý nhân. Khi thấy cơ hội mở ra trước mắt mình, đừng chần chừ mà hãy nắm bắt ngay lập tức. Đây sẽ là một trong những bước đà giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, thương quan xuất hiện cũng nhắc nhở bản mệnh cần xác định rõ mình là ai, vị thế của mình ở đâu, tránh việc quá tự tin vào bản thân mà trở nên huênh hoang, coi thường người khác, không chịu tiếp thu ý kiến của ai cả. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cần khiêm tốn học hỏi. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, xây dựng quan hệ xã hội tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nhận rõ năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, dễ tạo được thiện cảm. Con số may mắn 0, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh lam, xanh lục, quý nhân phù trợ, Thìn, Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi 12 con giáp, Mộc, Khắc, Thổ, người tuổi Thìn cần phải chú ý đến mối quan hệ với nửa kia của mình trong ngày hôm nay. Cần kiềm chế sự nóng giận dẫn đến cãi vã to tiếng, nghiêm trọng hơn nữa có thể gây sứt mẻ tình cảm. Bản mệnh cũng cần phải học cách lắng nghe con cái nhiều hơn. Đừng cho rằng mình là cha mẹ mà đưa ra những quyết định quá mức độc đoán. Hãy thử để con bạn trình bày quan điểm và đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Xem ngày tốt xấu theo trực thì hôm nay là trực bế, tức là ngày xấu trong đa số mọi việc. Bản mệnh nên tránh thực hiện những công việc trọng đại vào thời điểm này để tránh gặp phải trục trặc, khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, kiềm chế nóng giận. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tránh làm việc lớn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, lắng nghe con cái. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, thay đổi tính độc đoán. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu đồng, quý nhân phù trợ, Tí, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ. Theo tử vi ngày 6 tháng 3 năm 2019, cục diện dần Tỵ tương hại khiến người tuổi Tỵ dễ gặp phải thị phi trong ngày hôm nay. Có thể trước đây bản mệnh đã gây phật ý với một ai đó, dù chỉ là rất vô tình thôi, nhưng đó lại là nguyên nhân gây nên những sự đau đầu thời điểm này. Vì thế, mệnh chủ cần luôn phải chú ý lời ăn tiếng nói của bản thân mình. Có thể bạn cho rằng bản tính nghĩ gì nói nấy là bộc trực, chân thành. Thế nhưng, việc truyền đạt sao cho người nghe không cảm thấy khó chịu cũng là một chuyện rất cần thiết. May mắn, Mộc sinh Hỏa khiến ngày hôm nay của bạn không trôi qua một cách quá khó khăn. Bạn có thể lựa chọn tâm sự với người thân hoặc anh em bạn bè của mình. Có nhiều khi người lắng nghe tâm sự có vai trò quan trọng bất ngờ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, dễ gặp thị phi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, chú ý cách truyền đạt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nên tìm người tâm sự. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, sửa đổi khuyết điểm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tiểu nhân mưu hại. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp truyền sự nhiệt huyết, nhiệt tình cho người tuổi Ngọ, giúp bản mệnh hăng hái bắt tay vào từng công việc mình được giao.
Bạn cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ mọi người để công việc chung tiến hành một cách trôi chảy hơn. Lịch nghỉ tốt khuyên mệnh chủ cũng cần khắc phục bản tính cà thèm chóng chán của mình. Hãy duy trì lòng nhiệt tình lâu hơn một chút. Nếu cứ tiếp tục bỏ dở công việc giữa chừng, bạn nên nhận ra mình vừa tốn nhiều thời gian, vừa tốn nhiều công sức. Thủy hỏa tương khắc, bản mệnh nên hạn chế bớt những quan hệ xã giao không cần thiết. Dường như bạn đã tốn quá nhiều thời gian ở ngoài xã hội mà lại chểnh mảng trong việc quan tâm đến những người thân thiết nhất của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, nhiệt huyết, nhiệt tình. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, cả thèm chóng chán. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, xã giao tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, thiếu quan tâm gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, tốn thời gian vô bổ. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: da cam, đỏ. Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Theo tử vi 2019, chính quan mang lại cho người tuổi Mùi một ngày làm việc tốt đẹp và thuận lợi. Bản mệnh hòa đồng với đồng nghiệp, mọi người hiểu ý nhau, giúp công việc tiến hành một cách khá trôi chảy. Bạn có thể là người có vai trò quan trọng trong dự án này. Tuy nhiên, thổ khắc thủy, tình cảm lứa đôi của bản mệnh lại không được hài hòa cho lắm. Nếu đã có gia đình, bạn và nửa kia dễ gặp mâu thuẫn trong vấn đề dạy dỗ con cái. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vì thế, hai người cần bình tĩnh trao đổi lại với nhau. Còn nếu chưa lập gia đình, đào hoa dữ có thể khiến bản mệnh và người ấy nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Thế nhưng, không ai lại là người chịu chủ động nói ra nghi vấn cả. Cứ giữ trong lòng như vậy sẽ khiến hiểu lầm ngày càng sâu sắc. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, vợ chồng tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, hòa đồng với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, cẩn thận, đào hoa dữ. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, cần bày tỏ quan điểm. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ: Mão, Thìn, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Tử vi thứ tư của 12 con giáp cho thấy cục diện tương xung là điềm báo xấu cho người tuổi Thân. Bản mệnh phải lao lực làm việc mà không nhận được sự giúp đỡ của ai cả. Bạn cảm thấy dường như mình đang làm việc một cách vô ích vì không có ai để ý tới. Không khí gia đình không mấy hòa hợp khiến một số người thuộc con giáp này bắt đầu để ý đến những đồng nghiệp khác giới xung quanh mình. Khuyên bạn hãy nên giữ lấy lý trí của bản thân nếu không muốn hạnh phúc gia đình đứng trước ngờ vực. Thiên ấn xuất hiện khuyên bạn bệnh nên lạc quan hơn vào tương lai của mình. Bạn là người có đầu óc và có lý trí. Tuy nhiên, trong tương lai, bạn có thể gặt hái được thành quả tương xứng với những gì bạn bỏ ra vào thời điểm này. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, vợ chồng đồng sàng dị mộng. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, có tư tưởng ngoại tình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, chớ nên bi quan. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, lao lực làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên lạc quan vào tương lai. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: xám trắng. Quý nhân phù trợ: Tí, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Căn cứ lịch vạn niên 2019, nhờ có chính ấn giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể nhận rõ những triển vọng của mình trong tương lai. Tuy nhiên, vì bản mệnh là người không ham danh lợi nên ít có chí tiến thủ, có thể thấy hàng hái trong một khoảng thời gian ngắn rồi đầu lại về đấy. Người cao tuổi thuộc con giáp này có một sức khỏe ổn định và tinh thần tốt, xung quanh lúc nào cũng có con cháu bầu bạn. Hãy tận hưởng cuộc sống của mình và bớt xét nét, soi mói mọi người.
bản mệnh đang nắm giữ những may mắn ít người có được. Kim khắc mộc, mệnh chủ cần chú ý đến mối quan hệ bạn bè xung quanh mình. Quảng giao là một trong những điểm mạnh của bạn. Thế nhưng khi lựa chọn kết bạn với ai, con giáp này nên để ý đánh giá xem đó có phải thực sự là người tốt, xứng đáng để làm bạn hay không. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, tương lai triển vọng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, ít có chí tiến thủ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, sức khỏe ổn định. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, quan hệ rộng rãi. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, cần có cái nhìn chính xác về con người. Con số may mắn 0, 3. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường bạch kim, trắng đục. Quý nhân phù trợ Sửu, Tỵ, Thân. Tử vi tuổi Tuất. Theo tử vi thứ tư của 12 con giáp, thiên quan tác động, người tuổi Tuất có khả năng sẽ phải nhìn thấy những mặt trái trong quan hệ xã hội hoặc giữa những người quyền chức quan trọng. Với những ai còn trẻ tuổi, bạn có thể cảm thấy sốc hoặc thất vọng với mọi người. Việc gì cũng có tính hai mặt. Vì thế, bản mệnh không nên chỉ nhìn thấy mặt xấu của vấn đề mà xem nhẹ những mặt tốt vẫn luôn tồn tại. Nếu không thể chấp nhận được và có ý định đấu tranh, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể và tìm thấy những người đồng quan điểm với mình. Mộc khắc thổ nhắc nhở mệnh chủ cũng nên nhìn lại chính bản thân mình. Có thể nguyên nhân khiến bạn không thể hòa nhập được với tập thể là do bạn không chịu mở rộng lòng mình và luôn dò xét, nghi kỵ với mọi người. Hãy mau thay đổi điều yếu của mình nhé. Tuy nhiên, trên lĩnh vực tiền bạc thì con giáp này hãy chuẩn bị mang may túi đựng tiền trong những tháng tới. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, thất vọng với mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, nóng nảy muốn đấu tranh. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, không hòa nhập. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, hiểu cặn kẽ vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, xem lại bản thân. Con số may mắn 8, 9. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường nâu đỏ, vàng tươi. Quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Hợi. Tiếp nối tử vi ngày 5 tháng 3 năm 2019, Dần Hợi nhị hợp là một trong những nhân tố tác động khiến người tuổi Hợi xây dựng được mối quan hệ hài hòa. Bản mệnh vốn là người coi trọng vấn đề đạo đức, vì thế những người xung quanh bạn thường là những người rất đáng tin cậy. Công việc đang tiến triển một cách thuận lợi và cho thấy những dấu hiệu khả quan nhờ có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người trong tập thể. Đây là động lực khiến con giáp này càng thêm phấn đấu vì nhiệm vụ. Tuy nhiên, Tỷ Kiền cũng khuyên mệnh chủ nên tinh tế hơn khi cảm nhận bầu không khí xung quanh. Đâu là thời điểm bạn nên thể hiện cái tôi cá nhân, đâu là thời điểm bạn nên yên lặng lắng nghe người khác. Nhận ra những điều này sẽ giúp bạn có những bước tiến vững chắc và nhanh chóng hơn nhiều. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, quan hệ hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, coi trọng vấn đề đạo đức. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, chú ý quan sát tình huống. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, đồng nghiệp đồng lòng. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường xanh nước biển, đen. Quý nhân phù trợ Sửu, Dần, Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.